tôi và cậu bạn rất thân của tôi có thuê chung một căn nhà để ở trên thành phố, vì hai thằng đều là năm nhi chưa xuất hiện bộ và đồ đạc ở dưới quê chuyển lên hơi nhiều nên nhà thường xuyên xảy ra hiện tượng bừa bãi, không được gọn gàng. Cả hai thằng thì đều lười tương đồng cả tháng, may ra dọn dẹp và sắp xếp được một lần. Chuyện chẳng có gì đáng thú tội cho tới khi tôi học được cách tạo danh tính ảo trên mạng xã hội rồi nhắn tin với bạn cùng phòng. Và chỉ viết sau 3 ngày là các cánh câu. Nó nhắn tin cho cô nàng ấy một cách rất say đắm. Tôi mới ngỏ lời muốn về nhà nó chơi, thằng bạn yêu thích nhận lời và ngay tiếp nối bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp. Nó dọn từng kẻ nhà, lau từng khung cửa, lấy dẻ lau lung lung cả bệ vệ sinh. Tính đến nay thì đã 3 lần tôi hẹn gặp mặt là cả 3 lần nhà tôi sạch không một hạt cát. Nhưng cậu bạn vẫn ngây thơ với mong muốn được gặp mặt người tình ôm lên e. Nam thanh niên siêng năng lao dọn nhà cửa. Đây là mẫu truyện do một chàng trai đăng tải. Đúng là một trong mèo khá hay khi muốn nhờ cậy bạn cùng phòng dọn nhà. Nhưng để sở hữu được tác dụng này thì và đúng là mất công thật sự. Việc dọn nhà đâu vượt mức khó nhọc để mà lên hẳn phương án dài hơi như vậy cơ chứ. Không chỉ vậy, nó còn là một chiếc bẫy đích thực so với chàng trai đang yêu. Thật không rõ khi phát hiện ra thực sự thì thái độ của thanh niên này sẽ tức giận đến như vậy nào. Dù sao thì chuyện lừa tình cảm của người ta cũng thật sự hơi nặng.